Hello, xin chào các bạn. Từ thời xa xưa, rồng biển là một số đề tài phổ biến trong sinh hoạt tinh thần, văn chương, hội họa và tín ngưỡng của người dân ở miền Duyên Hải, ngay cả trong Kinh Thánh cũng có nói tới. Cá rồng biển thân cỏ cực hiếm dưới đại dương, còn được gọi là cá hải long cỏ, là loài sinh trưởng ở vùng biển Australia. Chúng là một họ gần của loại cá ngựa nên có vẻ ngoài trông khá giống với cá ngựa. Thế nhưng cá rồng biển thân cỏ lại là loài cá cảnh cực hiếm dưới đại dương. Nếu như có dịp tới thành phố Atlanta, Georgia thì các bạn có thể tới hồ cá Georgia Aquarium. Ở nơi đây có rất là nhiều loại cá rồng biển thân lá cũng như là cá rồng biển thân cỏ. Hải long cỏ hay là cá rồng biển thân lá là một loại cá thuộc cá chì vôi. Nó được tìm thấy dọc theo bờ Nam và Tây biển Australia. Tên gọi xuất phát từ hình dạng của chúng giống như những chiếc lá. Chúng dùng để ngụy trang. Nó là một loại vật biển biểu tượng của bang Nam Úc và là trung tâm của bảo tàng biển. Hải long cỏ dùng cái miệng dài nhỏ để hút những con mồi vào trong. Thức ăn ưa thích của chúng thường là loài không xương sống nhỏ, sống quanh quẩn bên những đám tảo bẹ ở biển. Cá rồng biển thân cỏ hay là cá rồng biển thân lá có thân hình giống như những chiếc lá, giúp chúng ngụy trang giỏi, nên cá dữ khó mà biết được để ăn thịt. Khi cần tự vệ hay tấn công, chúng thường co người lại rồi chĩa ra những cái gai trên mình. Loài này có thể đứng yên một chỗ lâu đến 68 giờ liền. Thank you.
Loài hải lông cỏ, con đực chuyên ấp trứng nở ra con non. Điều đặc biệt là sinh vật biển này là con đực sẽ chịu trách nhiệm ấp trứng để nở ra con non. Cũng giống như loại cá ngựa, các bạn đã biết rằng cách sinh sản của cá ngựa rất đặc biệt. Sau khi giao phối cùng con đực, con cái sẽ đẻ trứng vào túi đựng trứng trong bụng của con đực. Sau một thời gian thai kỳ thì cá ngựa đực sẽ ấp và nở ra cá ngựa con. Cách sinh sản của hải lông cỏ cũng giống như là cách sinh sản của cá ngựa, chỉ khác là con cái sẽ đẻ trứng vào túi ấp ở phần đuôi của con đực chứ không phải là ở bụng. Sau một khoảng thời gian chăm sóc noãn thì con hải lông cỏ đực sẽ ấp và nở ra hải lông cỏ con. Hải lông cỏ thường thì con cái sản xuất khoảng 200 trứng màu hồng nhạt, rồi đưa các trứng này vào đuôi của con đực qua một ống dẫn. Trứng sẽ bám dính vào những nguồn cung cấp oxygen ở đuôi của con đực. Tùy theo điều kiện môi trường nước ở xung quanh, trứng sẽ đổi sang màu tía và bắt đầu nở sau khoảng 8 tuần lễ. Sau thời kỳ này, con đực thoát bụng đẩy các cá con ra khỏi đuôi. Quá trình này diễn ra trong khoảng thời gian chừng 24 đến 48 tiếng và các cá thể con sống độc lập kể từ đó. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về loại hải lông cỏ này? Nhớ cho mình biết ý kiến ở phần comment ở phía dưới. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.